Xin kính chào Hội Thánh. Chúng ta cùng vui mừng nhóm nhau lại để kỷ niệm cứu Chúa chúng ta đã từ kẻ chết sống lại. Tuy rằng khung cảnh của lễ kỷ niệm cứu Chúa phục sinh năm nay nó khác hơn mọi năm và cả trong lịch sử hơn 100 năm của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chúng ta có một cái lễ kỷ niệm cứu Chúa phục sinh như thế này. Tuy vậy, xin Chúa cho chúng ta vượt qua tất cả những cái trở ngại từ bên ngoài để chúng ta hướng lòng về cứu Chúa của chúng ta, Đấng đã chịu chết vì chúng ta và cũng đã sống lại vì cớ chúng ta. Thưa Hội Thánh, giáo lý Chúa phục sinh là giáo lý rất quan trọng, nền tảng của Cơ Đốc giáo. Tuy vậy, đây cũng là giáo lý bị tấn công nhiều hơn hết, bởi vì sự sống lại của Chúa Giêsu là một cái điều nó vượt quá cái kinh nghiệm, cái hiểu biết, cái tri thức của con người, cho nên khiến cho họ có nhiều sự nghi ngờ. Thậm chí trong vòng các môn đồ của Chúa Giêsu trong thời đó cũng đã có người không đủ đức tin vào sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, như Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 17 ghi rằng: khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lạy Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Tuy vậy, những bằng chứng về Chúa Giêsu phục sinh thì quá nhiều, quá đầy đủ và quá chính xác để chúng ta có thể vững tin nơi sự phục sinh của Chúa Giêsu. Bởi vì duy nhất Cơ Đốc giáo có lễ kỷ niệm Chúa phục sinh, bởi vì duy nhất Chúa Giêsu của Cơ Đốc giáo đã sống lại. Còn tất cả các giáo chủ của các tôn giáo khác vẫn nằm trong phần mộ. Năm nay lễ kỷ niệm Chúa phục sinh, Tổng Liên Hội đã chọn cái chủ đề là chứng cớ Chúa phục sinh, với câu gốc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 4 được ghi trên bảng. Và chúng tôi xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Xin khởi sự: Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Để nói về những chứng cớ Chúa phục sinh thì rất nhiều, nhưng mà chúng ta có thể gom lại trong hai cái trọng tâm: những chứng cớ từ bên ngoài và những cái chứng cớ ở bên trong. Thế thì chúng ta có thể gom lại hai phần là phần ngoại chứng và phần nội chứng. Trước hết nói về ngoại chứng thì chúng ta thấy như thế này: các tôn giáo của thế gian thì họ hãnh diện bởi vì họ còn lại một ít cái di tích về giáo chủ của họ, như là có tôn giáo thì còn một ít vị cái xương của vị giáo chủ của họ gọi là xá lợi, hoặc là có giáo chủ thì để lại một vài cọng rau như ở tại Kashmir, còn lưu giữ một vài cọng rau của ông giáo chủ Mahomet. Nhưng mà với Cơ Đốc giáo thì duy nhất đó là một ngôi mộ trống, một ngôi mộ trống. Và xin chúng ta cũng hãy xem Kinh Thánh nói gì về việc họ đem Chúa Giêsu an táng trong ngôi mộ này. Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 62 cho đến 66: đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng: thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy
xin hãy các người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với dân chúng rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Phi-lát nói với họ rằng, các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Và câu thứ 66 ghi như thế này: vậy họ đi, niêm phong mã ngài lại, cắt lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Tôi xin đọc lại câu 66: vậy họ đi, niêm phong mã ngài lại, cắt lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Như vậy thưa hội thánh, với cái hàng rào những lính canh ở chung quanh, với cái giấy niêm phong dán trên cửa mộ, với cái nghiêm lệnh canh phòng nghiêm ngặt, thì làm sao chúng ta giải thích được lý do ngôi mộ trống? Một vài cái giả thuyết họ đưa ra, họ nói rằng môn đồ của Chúa đã trộm xác của Ngài rồi nói chứng dối rằng Chúa sống lại. Vậy thì hàng hàng lớp lớp những lính canh ngoài phần mộ ở đâu? Hay là họ nói rằng chính những bọn lính canh này đã dời xác Chúa đi nơi khác? Vậy thì khi các môn đồ rao giảng rằng Chúa Giêsu đã sống lại, họ chỉ cần đem xác Chúa ra trình diện thì tất cả mọi cái giáo lý kia sụp đổ. Thế nhưng chúng ta thấy ngôi mộ trống là một cái minh chứng cho chúng ta tin chắc Chúa đã sống lại và Ngài đã bước ra khỏi phần mộ này. Sự chết không thể giữ Chúa trong âm phủ, thì những bọn lính canh này cũng không thể giữ Chúa trong phần mộ được. Ngôi mộ trống là một minh chứng về Chúa Giêsu phục sinh. Một chứng cớ nữa là về ngày Chúa Nhật. Thưa hội thánh, tuyệt đại đa số các môn đồ của hội thánh đầu tiên là người Do Thái. Và đối với người Do Thái thì ngày Sa-bát là ngày hết sức quan trọng. Họ phải nghỉ tất cả công việc để không có phạm luật trong ngày Sa-bát. Họ phải đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Và vì vậy, đối với Do Thái giáo, ngày Sa-bát hết sức quan trọng, không ai dám vi phạm. Thế thì tại sao các môn đồ của Chúa là những người Do Thái này lại dám chuyển từ ngày Sa-bát sang ngày Chúa Nhật, nếu họ đã không được gặp Chúa Giêsu sống lại trong ngày Chúa Nhật? Thì chắc chắn rằng họ không dám vi phạm như vậy. Nhưng mà bởi vì Chúa đã sống lại trong các ngày đầu tuần lễ và Chúa hiện đến gặp gỡ họ, và bởi thế chúng ta thấy họ vui mừng, họ sung sướng, họ tin quyết Chúa phục sinh, và họ vui lòng để nhóm lại trong ngày Chúa Nhật thay thế cho ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa, để kỷ niệm Chúa phục sinh. Nhân đây thì cũng phải nhắc rằng không phải hội thánh ngày nay chúng ta mới bỏ ngày Sa-bát mà chuyển sang ngày Chúa Nhật như là giáo hội Phục Lâm đã tuyên bố. Không, hội thánh đầu tiên, Công vụ đoạn 20 câu 7 ghi như thế này: ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta đang nhóm lại để bể bánh. Thế thì từ hội thánh đầu tiên đã chuyển sang ngày Chúa Nhật để nhóm lại thờ phượng Chúa, kỷ niệm sự kiện quan trọng là sự kiện Chúa phục sinh. Ở đây chúng tôi cũng nhân này mà nói đến các cái sự kiện liên quan trong Cơ Đốc giáo, trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nó gắn chặt với các cái sự kiện về lịch sử của nhân loại như chúng ta thấy ở đây. Khi nói về Chúa Giêsu giáng sinh,
thì chúng ta có cái năm 2020. Khi nói về sự kiện Chúa chịu chết thì chúng ta thấy cái hình ảnh của thập tự giá được phổ biến khắp năm châu bốn biển. Khi nói về sự kiện Chúa sống lại thì có cái ngày Chúa Nhật đầu tuần lễ mà tất cả các quốc gia đang áp dụng. Và khi nói về sự kiện Chúa sẽ tái lâm thì nay mai Chúa chúng ta sẽ trở lại. Cho nên cái việc mà hội thánh nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật là một cái chứng cớ rất rõ ràng về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thêm một cái chứng cớ nữa, đó là không gian và thời gian đủ chứng minh cho sự kiện Chúa Giêsu phục sinh. Nói về không gian thì chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng trong lịch sử nhân loại, một vài nơi, một vài quốc gia, một vài dân tộc có một cái sự gian dối nào đó, nhưng mà rồi sớm muộn gì cả thế giới cũng nhận diện được cái sự lừa dối đó, bởi vì không ai có thể lừa dối cả nhân loại. Thế nhưng sự kiện Chúa Giêsu phục sinh không phải chỉ nằm ở trong văn hóa Cơ Đốc giáo, không phải chỉ nằm ở trong các quốc gia của Cơ Đốc giáo, mà trái lại khắp nơi trên thế giới, năm châu bốn biển phải nhìn nhận sự kiện Chúa Giêsu phục sinh. Đó là nói về không gian. Còn nói về thời gian, chúng ta thấy sự kiện Chúa sống lại và cho đến bây giờ trải qua 21 thế kỷ, không một ai có thể phủ nhận nó. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu sự dối gạt có xảy ra cho một vài nơi, cho một thời gian, một vài năm, một vài thế kỷ, rồi nó cũng sẽ bại lộ và người ta sẽ phơi bày nó ra. Nhưng trải 21 thế kỷ qua, sự kiện Chúa sống lại không ai có thể bẻ bác được. Và trong vô số những nhà bác học nổi tiếng trên thế giới, họ đều tin nơi Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại. Nào là nhà bác học của Einstein, của Newton, của Pascal, của Pasteur, vân vân. Họ tin nơi sự kiện Chúa Giêsu chết và sống lại. Thì thử hỏi chúng ta là ai mà có thể nghi ngờ. Có một câu chuyện về sự lừa dối thế kỷ bị phơi bày như thế này. Năm 1912, có một người ở tại Anh tên là Dawson. Ông tuyên bố rằng ông đã tìm được cái nhân vật hay là cái chứng cớ vượng người để chứng minh cho cái thuyết tiến hóa của Darwin. Và ông được khen ngợi, được tôn trọng, và thậm chí suýt chút nữa thì chính phủ Anh đã trao tặng cho ông cái danh hiệu là ở bên Anh á, mà ai mà có công trạng lớn thì họ trao tặng cho một cái tước hiệu là hiệp sĩ cao quý, sơ đó. Nhưng mà ông Dawson đã qua đời. Rồi 41 năm sau, năm 1953, người ta dùng những cái phương tiện để người ta xem cái sọ mà Dawson đã nói rằng cái nhân vật nửa người nửa khỉ này, họ thấy rằng nó giả dối, ráp nối từ cái này qua cái kia vân vân. Và rồi cuối cùng người ta tuyên bố rằng đây là vụ lừa dối thế kỷ. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh ở tại quốc hội, ở tại đất nước Anh năm 1953. Tại đây người ta công bố rằng Dawson đã làm một cái việc lừa dối cả nhân loại. Thưa hội thánh, còn chứng cớ Chúa Giêsu của chúng ta từ kẻ chết sống lại hơn 2.000 năm qua, không một ai có thể phủ nhận. Và vì vậy
cái ngoại chứng về ngày Chúa Nhật, cái ngoại chứng về cái việc mà chúng ta thấy một thời gian rất dài, một không gian bao trùm tất cả để chứng minh rằng Chúa Giêsu phục sinh là một chứng cớ không thể phủ nhận được. Bây giờ chúng ta nói về những bằng chứng ở bên trong, hay gọi là nội chứng. Thứ nhất, chúng ta nói đến sự thay đổi thái độ sống, tinh thần sống của các môn đồ của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh, đây là cái giai đoạn rất ư khủng hoảng của các môn đồ. Tinh thần họ sa sút như rắn mất đầu. Họ trốn chạy, họ sợ sệt. Giăng đoạn 20 câu 19, Kinh Thánh chép như thế này: buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đấy, đấy là cái tâm trạng, cái thực trạng của các môn đồ trong cái giai đoạn Chúa chịu chết, Chúa nằm trong phần mộ. Nhưng chúng ta thấy trong cái buổi chiều đó, Kinh Thánh chép tiếp, Đức Chúa Giêsu đến, đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Thế thì lập tức có một cái sự thay đổi trong cái thái độ, trong cái tinh thần của các môn đồ. Họ vui mừng, họ gặp Chúa, họ sung sướng, họ tin quyết, và họ mở toang cánh cửa cuộc đời, cánh cửa nhà. Họ mở toang miệng của ra để công bố Chúa Giêsu sống lại. Cho nên cái thái độ của các môn đồ, từ sợ sệt đến tin quyết, từ trốn chạy đến xuất hiện giữa mọi người công bố về sứ điệp phục sinh, là một cái bằng cớ rất rõ ràng về Chúa phục sinh. Kế đến, chúng ta thấy một bằng cớ khác là sự thay đổi trong đời sống của những người đã đến tin nhận Chúa. Cuộc đời của hàng triệu, hàng tỷ những người mà trước đó xấu xa, tối tăm, nô lệ, và khi tin Chúa được Ngài biến cải để trở nên những con cái của Chúa. Điều này các tôn giáo bất lực, không làm gì được. Mặc dầu mục đích của các tôn giáo là để dạy cho người ta làm lành, lánh dữ, cải tà, quy chánh, nhưng mà thực tế không có tôn giáo nào có thể làm được cái việc này. Rồi những lễ nghi mà người ta đặt ra cũng không giúp ích gì được. Họ dạy người ta phải ăn chay, làm lành, ép xác, khổ tu, vân vân. Nhưng mà cái bản chất tội lỗi nó vẫn là tội lỗi, và những cái lễ nghi đó không kiểm soát được họ bao giờ. Hay là người ta dùng những cái biện pháp giáo dục, khuyên bảo, dạy dỗ. Họ đưa ra rất nhiều những lời khuyên, có những cái câu khẩu hiệu rất hay: đừng, 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 đừng chết vì rượu, đừng chết vì thuốc lá, đừng chết vì ma túy. Do giáo dục nói thì nói như vậy, nhưng thực tế thì người ta vẫn chết, bởi vì không thắng được, không bỏ được. Nhưng cảm ơn Chúa, khi cuộc đời nào, tấm lòng nào mở ra tin Chúa, mời Chúa bước vào, lập tức có một sự thay đổi, một cái sự biến cải diệu kỳ. Cho nên chúng ta thấy hàng triệu, hàng tỷ những cuộc đời được Chúa đổi thay lạ lùng. Cảm ơn Chúa về điều đó. Khi Chúa Giêsu vô lòng thì những cái tấm lòng như là hang ổ trộm cướp được Chúa biến cải trở thành cung điện của ba ngôi thánh Đức Chúa Trời ngự trị. Và một cái chứng cớ nữa chúng tôi trình bày ở đây, đó là sự phát triển của tin lành. Roma đoạn 1 câu 16, Phao-lô nói rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những kẻ tin. Và hội thánh của Chúa
Tin Lành đặt nền trên Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là nền tảng của Hội Thánh. Cho nên Hội Thánh Chúa bền vững trước mọi phong ba bão táp của trần gian. Và Chúa Giêsu đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 rằng các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội Thánh của Chúa. Chúa biết Hội Thánh của Chúa đối diện với rất nhiều sự tấn công. Cho nên ở đây Chúa dùng cái từ là các cửa âm phủ, không phải một cửa mà nhiều cửa của âm phủ. Nào là quyền lực của những người Do Thái giáo, quyền lực của chính quyền La Mã, của những cái thế lực tối tăm tấn công dồn dập tới tấp vào Hội Thánh của Chúa. Thế nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời vẫn tồn tại và phát triển, như thánh ca của chúng ta bài số 314: xưa nay bao phen bể dâu trên muôn nghìn đế quốc, mà Hội Thánh Chúa Giêsu đứng vững nghìn thu suốt. Nhìn lại lịch sử nhân loại để chúng ta thấy rất rất nhiều những đế quốc hùng mạnh rồi sụp đổ, cường thịnh rồi đi xuống. Chúng ta có thể nói rằng có một cái câu người ta nói đó: mọi con đường đều đến La Mã. Đế quốc La Mã đã có một thời kỳ rất là thịnh vượng, mạnh mẽ, hùng cường. Ngày nay thì La Mã còn cái gì? Quý vị nhìn thấy cái hình ảnh một cái hế trường như vậy, nó là một cái tàn tích còn dư lại trong cái đế quốc ngày đó. Nhưng ngày hôm nay đế quốc La Mã còn đâu? Đế quốc của Thành Cát Tư Hãn còn đâu? Đế quốc của A Lịch Sơn còn đâu? Vân vân, sụp đổ rồi. Nhưng Hội Thánh của Chúa Giêsu Christ trải qua 21 thế kỷ đứng vững, ổn định, phát triển, mặc dầu cho mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động, Hội Thánh của Chúa vẫn vững vàng, bởi vì được xây nền trên Chúa Giêsu là Đấng đã chết và đã sống lại cách vinh hiển. Bây giờ xin Chúa cho chúng ta có những cái thực chứng nào về Chúa của chúng ta sống lại. Trong thánh ca của chúng ta có một câu hỏi như thế này: nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào? Đây là câu hỏi được gửi đến cho quý vị. Nếu bây giờ người thế gian hỏi chúng ta rằng bằng chứng nào để anh nói, chị nói Chúa Giêsu sống lại, thì chúng ta sẽ nêu ngoại chứng hay là nội chứng? Thưa với quý vị, chúng ta cũng không cần nêu ngoại chứng, nội chứng, mà chúng ta nêu thực chứng từ chính đời sống của mình. Tôi trước đây là một kẻ tội nhân như thế nào, xấu xa như thế nào, mà từ khi Chúa Giêsu bước đến đời sống của tôi, Chúa đổi thay mọi điều. Cuộc đời của tôi ngày hôm nay là một chứng cớ về tình yêu, quyền năng và sự sống lại của Chúa. Không cần phải chứng minh nội hay ngoại chứng, mà thực chứng Chúa của chúng ta sống lại qua mỗi đời sống của chúng ta. Và rồi tác giả Hebrew khuyên chúng ta rằng hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy của chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, ngoài những cái ngoại chứng rất rõ ràng, bên cạnh những cái nội chứng rất là mạnh mẽ, thì xin Chúa cho chúng ta cũng thực chứng chính đời sống của mình, nhận ơn cứu rỗi của Chúa thế nào, để chúng ta làm chứng cho nhiều người khác được đến với Chúa, tin nhận Chúa trước ngày Chúa chúng ta trở lại. Xin Chúa ban phước cho quý cụ, quý ông bà anh chị em. Amen.